nhà đất Hằng Ni, chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê sóng nhà đẹp cho cả hợp lý và cũng như chúng ta được nhận trực tiếp chính chủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng. Và nên giao chậu khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Thì trong buổi chiều đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại một trục đường mặt tiền đường số kết nối với đường Thống Nhất thuộc trung tâm phường 16 quận Gò Vấp nha cả nhà. Tại đây thì chúng ta kết nối với đường Thống Nhất là đường Nguyễn Văn Lượng, đường Quang Trung, đường Nguyễn Văn Thối, ngay trung tâm đi đâu cũng tiện hết. Ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu tọa lạc tại góc hai mặt tiền đường, mặt tiền phía trước thì rộng 12 mét nha. Hai xe ô tô cũng như là xe tải chúng ta di chuyển tránh nhau thoải mái luôn. Ngay mặt tiền kinh doanh mua bán đa dạng ngành nghề. Tại đây thì rất là thích hợp cho khách hàng mình, chúng ta vừa mua ở vừa mở văn phòng công ty hoặc là showroom, spa, văn phòng đại diện, shop thời trang cũng như là cơ sở giáo dục y tế hoặc là mình mở trung tâm Anh ngữ cũng tiện luôn nha các nhà. Kinh doanh mua bán đa dạng ngành nghề luôn nha. Đó. Khu này thì phải nói là vô cùng sầm uất luôn rồi. Chúng ta có nhà hàng là quán ăn đầy đủ luôn, cũng như là đối diện nhà mình thì có trường mầm non luôn nha. Trục đường kinh doanh. Và ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu với kết cấu là một trệt 5 lầu có ban công sân thượng bên trên, với diện tích chiều ngang là 7,5m, chiều sâu vào là 14m. Nhà mình thì thuộc hướng chính là hướng nam, còn hướng bên hông này là hướng tây nha cả nhà. Đa dạng cho quý hàng mình luôn, đông tứ trạch và tây tứ trạch đầy đủ luôn nè. Với công năng sử dụng bên trong nhà, rờ mặt bằng phía trước dùng để kinh doanh, khu vực không gian phòng khách bên trên gồm 5 phòng ngủ lớn kèm sân thượng. Nhà thì đang được gia chủ rao bán với mức giá chỉ chưa tới 16 tỷ đồng đâu nha cả nhà. Với khách hàng mình có thể thấy nè, phía trên đây thì chúng ta có bách hóa xanh luôn nha, một vị trí phải nói là vô cùng sầm uất luôn. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn là một lần nữa nè. Vậy em bắt đầu di chuyển bên trong để chúng ta cùng tham quan tiếp tục ngôi nhà từ mặt tiền chính phía trước của ngôi nhà nha. Gia chủ thì đang rao bán cho căn này với mức giá là 15 tỷ 990 triệu đồng nha cả nhà. Giá còn thương lượng cho khách hàng mình thiện chí mua nhanh luôn. Thôi và cùng em chúng ta bắt đầu di chuyển bên trong nha để tham quan tiếp tục ngôi nhà. Đây em đang có mặt tại mặt tiền hẻm bên hông của ngôi nhà và em sẽ di chuyển vào bên trong để chúng ta cùng tham quan tiếp tục nè. Khu phía trong nhà của mình á thì có một cái hẻm nội bộ, phía trong khoảng 8 nhà phải nói là vô cùng VIP luôn, rất là an ninh luôn á cả nhà. Đường này thì khách hàng mình chúng ta mua để kinh doanh thì mình ta hồ đậu xe luôn nha, mình đậu xe phía bên hẻm hông nè. Đó, khu dân cư mới, toàn nhà cao tầng không thôi. Đường trải nhựa rất là đẹp luôn, khu an ninh. Cũng như là nhà mình đã được gia chủ mình có lắp hệ thống camera rồi. Chúng ta chỉ cần mua về, mình xách vali về hoặc là mua để cho thuê giữ giá trị đất, cho thuê có thu nhập hàng tháng cũng tiện luôn nha. Nhà này thì gia chủ mình nếu mà cho thuê á là thu nhập mỗi tháng được 40 triệu đồng nha cả nhà. Kế bên nhà mình luôn là quán ăn, nhà hàng, quá VIP luôn. Đây, vị trí phải nói là vô cùng tuyệt vời luôn nha. Ngay trục đường kinh doanh mua bán đa dạng ngành nghề luôn nè. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn là một lần nữa nha cả nhà. Nhà nằm ngay căn góc hai mặt tiền đường, cho nên là phía trước được gia chủ mình có chỗ ban công ra bên ngoài tới hai cái ban công lần 1, 2. Và di chuyển ra phía bên hông là mình có thêm một lối cửa sổ chỗ ra luôn, đầy đủ ánh sáng tự nhiên cũng như là rất là thông thoáng luôn nha. Hướng bên hông này thì từ hướng chính là hướng tây nha cả nhà. Còn mặt tiền phía trước là từ hướng chính là hướng nam, phù hợp đa dạng khách hàng mình cứ hướng mệnh là tây tứ trạch hoặc là đông tứ trạch luôn. Và phía dưới thì chúng ta có một lối cửa hậu đi di chuyển vào bên trong nhà. Nhà mình nó thì mình có thể là đậu xe bên hẻm hông nè, hoặc là chúng ta đậu xe phía trước cổng phía trước là khoảng được 20 chiếc nha. Hẻm này thì mình rộng 7m, hẻm trải nhựa, quá tuyệt vời luôn. Nhà thì hoàn công đầy đủ rồi, cho nên là quý khách hàng mình chúng ta mua về mình có thể là làm thêm mái che phía trên này, mình mở nhà hàng quán ăn buổi tối phải nói là vô cùng sầm uất luôn. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn lại một lần nữa nè. Và em bắt đầu di chuyển bên trong để chúng ta cùng tham quan nha. Đó, quá đẹp luôn nè cả nhà ơi. Nhà ngay căn gốc cho nên là được gia chủ mình có chỗ tới hai cái ban công ra bên ngoài lận, vô cùng thông thoáng luôn, đầy đủ ánh sáng tự nhiên.
Và di chuyển vào bên trong thì được gia chủ mình trang bị gồm hai lớp cửa. Chúng ta có một lớp cửa nhôm sinh pha kèm kính cường lực 10 ly, kèm một lớp cửa cuốn nha cả nhà. Nhôm sinh pha thì theo tông là màu trắng sữa nè. Và Hằng Ni đang có mặt tại mặt tiền chính phía trước của ngôi nhà. Tại đây thì chúng ta có thể là tận dụng làm mặt bằng dùng để kinh doanh, mở văn phòng công ty, showroom, spa, văn phòng đại diện, shop thời trang, hoặc là cơ sở giáo dục y tế, trung tâm thương mại, yoga, gym, đa dạng ngành nghề luôn, nhà hàng, quán ăn đầy đủ luôn nha. Phía trước này thì mình có một khoảng sân có thể đậu được lên tới 20 chiếc xe máy lận. Nhà mình đã được gia chủ mình có làm mái che bên trên này nè, cái mưa cũng rất là tiện luôn. Cũng như là hoàn công đầy đủ rồi, tùy theo nhu cầu của khách hàng mình, chúng ta có thể là mở cửa này lớn ra, mình tận dụng mặt bằng phía trước dùng để mở sân vườn, quán ăn, cà phê cũng rất là tiện luôn. Phải nói là vô cùng mát luôn, trục đường chính để di chuyển ra đường Thống Nhất, đường Nguyễn Văn Lượng nha, kinh doanh mua bán đa dạng ngành nghề luôn nè. Thôi và Hằng Ni di chuyển vào bên trong để chúng ta cùng tham quan tiếp tục. Và nhà mình thì phía bên hông được gia chủ chỗ cái hai cửa. Cửa này thì mình có cửa sắt phía trước đóng lại rồi. Cửa này là lối hẻm hậu nè cả nhà. Đó, rất là thoáng luôn. Ngay khu phố Hoa Sữa nha. Mặt tiền phía trước thì đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi. Chúng ta có hệ thống camera nè, cũng như gạch thì ốp cao 1m2, tê tông chủ đạo là màu trắng. Và di chuyển vào bên trong, được gia chủ thiết kế có thang máy bên trong nhà nha. Và phía bên tay trái của Hằng Ni là khoảng không gian khu vực toilet nè, dành cho khách khi đến chơi nhà. Mình có lavabo, gương soi, bồn cầu đầy đủ rồi. Gạch thì ốp phun trần luôn, toilet nhỏ xinh xinh nha cả nhà. Và đối diện khu vực thang máy là có cầu thang bộ để di chuyển lên trên. Em sẽ di chuyển bằng thang bộ nha. Một lát nữa Hằng Ni sẽ đi bằng thang máy để chúng ta cùng tham quan nè. Nhà mình ngay căn gốc của cả nhà, cho nên là phía bên hông này được gia chủ mình có chỗ cửa ra bên ngoài, đánh sáng trực tiếp cho ngôi nhà nha. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực lầu 1 của gia đình mình. Tại đây có thể là nếu mà đúng theo sổ đỏ của mình thì tầng này là tầng lửn nha cả nhà. Mình có toilet sử dụng riêng bên trong luôn, lavabo, gương soi, bồn cầu, gạch thì ốp phun trần luôn, vòi tắm hoa sen đầy đủ nè. Ở phía bên ngoài thì chúng ta có cửa sổ chỗ ra ngoài, ban công, hai cửa sổ lận nha. Đây, ban công này mình cũng mở ra được luôn. Đó, quá thoáng luôn nè cả nhà. Buổi tối nhà mình á, kinh doanh phải nói là vô cùng lung linh luôn nha, mình bật đèn lên. Kế nhà mình là có quán ăn, nhà hàng luôn. Gia chủ đang rao bán căn này chỉ với mức giá 14 tỷ 990 triệu đồng thôi. Giá còn bớt lọc cho quý khách hàng mình thiện chí mua nhanh nha. Và Hằng Ni bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực lầu 2 để chúng ta cùng tham quan tiếp tục nè. Cầu thang là được gia chủ mình ốp đá hoa cương kim sa, tay vịn bằng trụ gỗ kết hợp với lan can bằng kính nha cả nhà. Đi lên lầu 2 thì Hằng Ni sẽ đi bằng thang máy để chúng ta cùng tham quan bên trong nha. Đây, tầng lửng thì được gia chủ mình thiết kế có ban công nhỏ thôi, nhưng mà lên lầu 2 thì mình có hai cái ban công lớn chỗ ra ngoài luôn, rất là thông thoáng luôn. Đó, đây, lavabo, bồn cầu, vòi tắm hoa sen, gương soi, gạch thì ốp phun trần luôn nha. Chúng ta có một ban công nè, hai ban công chỗ ra ngoài, kèm cửa sổ lớn chỗ ra. Lúc nãy Hằng Ni có quay tại tầng trệt rồi đó. Nhà mình thì được gia chủ mình trang bị thang máy 450 kg, rất là thuận tiện di chuyển luôn, leo lên leo xuống rất là tiện luôn nha. Ban công nè, chỗ ra 1m2 nha cả nhà, rất là rộng luôn. View thì vô cùng thoáng luôn rồi. Đối diện nhà mình là trường mầm non nè, vị trí phải nói là quá đắc địa luôn. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển bên trong để tham quan tiếp tục ngôi nhà nha. Về kết cấu thiết kế cũng giống nhau thôi, chỉ khác là tầng lửng nè. Tầng lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5 giống nhau hết luôn nha. Hằng Ni sẽ đi bằng thang máy để chúng ta cùng ngắm nhìn bên trong thang máy nè. Đây, bấm thang đi xuống nha. Hiện tại thang của mình đang ở trên tầng 5 đi xuống đó nha. Nếu mà đi xuống đây thì xuống tầng 2 nha. 3 nè, tầng 2.
tới rồi. Và đây, di chuyển vào bên trong thang máy. Tầng 1 nè, tầng trệt đó cả nhà, tầng trệt á, lầu 1, lầu 2, thằng lầu 2 thằng em mới quay á thì em sẽ di chuyển lên lầu 4 nha, mình bỏ qua lầu 3. Kết cấu thiết kế cũng giống nhau thôi, lầu 4, lầu 5 đều giống, nhưng mà thằng đi sẽ quay kỹ đi rồi để chúng ta cùng tham quan hai lầu này nha. Thang này thì mình nặng 450 kg, mỗi lần di chuyển như vậy là được 6 người. Thang máy bóng kính nè. Đây, thằng đi di chuyển đến không gian khu vực tầng 4 rồi. Em đi vào phòng bên trong để chúng ta cùng tham quan nè. Về kết cấu thiết kế cũng giống như phòng bên dưới thôi. Chúng ta có một cửa, hai cửa. Ban công di chuyển ra bên ngoài, kèm toilet sử dụng riêng bên trong phòng. Lavabo, gương soi, bồn cầu, vòi tắm hoa sen, gạch thì ốp phun trần luôn. Và có cửa sổ lớn chỗ ga nha, rất là thoáng luôn á cả nhà. Hằng Ni mở cửa này để chúng ta cùng tham quan nè. Mở ra thì gió rất là mát luôn. Hiu 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 hiu. Thôi đóng lại thôi. Tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình, chúng ta để là vừa mua ở vừa mở văn phòng công ty cũng thuận tiện luôn. Tại đây thì đã được gia chủ mình trang bị hệ thống cấp thoát nước rồi. Chúng ta có thể là tận dụng tầng 4, tầng 5 phía trên này mình làm phòng ngủ, hoặc là kết hợp căn hộ dịch vụ cho thuê làm phòng bếp bên trong cũng được luôn, tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình nha. Thôi, và Hằng Ni bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan tiếp tục nè. Và căn nhà này gia chủ đang rao bán với mức giá là 14.990.000.000 nha cả nhà. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực lầu 5 nha. Em bấm thang máy thử đi, chúng ta cùng xem nè. Thang của mình á thì di chuyển lên tới tầng 5 là hết rồi. Riêng tầng 6 bên trên là tầng sân thượng nha. Đó. Đợi một xíu nha. Tầng 1 có khách đang ở bên dưới, bên nhà khách đang xem nhà cho nên là kẹt thang tới lầu 1 rồi nè. Thôi chúng ta đi vào bên trong phòng tham quan trước đi. Một lát nữa đi ra ngoài thang máy, thằng đi sẽ bấm tiếp tục nè. Đây, bên trong khu vực toilet thì mình cũng đầy đủ các trang thiết bị rồi. Mỗi phòng đều có toilet sử dụng riêng luôn. Bên ngoài nè, hai cửa ban công di chuyển ra, kèm một lối cửa sổ. Và bên trên này thì đã được gia chủ mình trang bị sẵn hệ thống bếp rồi. Nhà này thì phù hợp với khách hàng mình có thể là vừa mua ở, vừa mở văn phòng công ty, hoặc là vừa cho thuê cũng thuận tiện luôn. Bên trên này thì mình làm không gian khu vực phòng bếp trên sân thượng nha, rất là mát luôn. Hoặc là quý khách hàng mình chúng ta mua để cho thuê á, thì bên người thuê dùng bên trên này kết hợp vừa ở vừa không gian sinh hoạt của gia đình. Còn bên dưới thì làm mặt bằng dùng để kinh doanh nha. Và Hằng Ni di chuyển ra phía bên ngoài ban công nè cả nhà. View quá thoáng luôn, chiếc view tiền tỷ luôn nè. Nhà Gò Vấp của mình thì không tìm có căn thứ hai view đẹp như vậy đâu nha, không có bị trắng view luôn. Nhà mình thì xét về độ an toàn phòng cháy chữa cháy phải nói là vô cùng tuyệt vời luôn, ngay căn góc hai mặt tiền đường nha cả nhà. Không có căn thứ hai đâu cả nhà ơi. Giá bán phải nói là quá hợp lý cho căn siêu phẩm này rồi, giá còn thương lượng trực tiếp với chính chủ nha cả nhà. Thôi, và Hằng Ni di chuyển lên không gian khu vực tầng 6 để chúng ta cùng tham quan tiếp tục nè. Tầng sân thượng phía trên. Đây nè cả nhà. Ở tầng 5. Đó. Thang của mình hiện ra tầng 5 nha, Hằng Ni đang ở tầng 5 rồi. Và bên trong không gian khu vực thang máy nè. Thôi, và cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển lên khu vực sân thượng phía trên để tham quan tiếp tục nha. Cầu thang được gia chủ mình ốp đá hoa cương kim sa, tay vịn bằng lan can sắt kết hợp với trụ gỗ nè. Bên trên này thì mình có giếng trời ánh sáng trực tiếp cho ngôi nhà, cho nên là vào ban ngày mình đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Lên đây thì tầng sân thượng phải nói là vô cùng tuyệt vời luôn nè cả nhà. Đây, VIP chưa? Và trước khi tham quan sân thượng, Hằng Ni sẽ mở bên trong này để chúng ta cùng xem thử nha. Đó, hệ thống thang máy, hộp ga đầy đủ luôn.
nhà gia chủ xây dựng để ở, cho nên rất là kiên cố và chắc chắn nha cả nhà. Nhà này chính chủ tự xây dựng ra luôn, cho nên là toàn bộ tường bên trong nhà được gia chủ mình xây dựng là tường 20 nha. Đây, bên trên khu vực sân thượng đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi. Chúng ta có hai bồn nước lớn nè, kèm máy nước nóng năng lượng mặt trời, đầy đủ cho khách hàng mình an cư và sinh sống luôn rồi nha. Phía bên ngoài thì view phải nói là vô cùng đẹp luôn nè cả nhà, rất là thông thoáng luôn, chiếc view tiền tỷ luôn nha, không có bị trắng view đâu. Nhà mình thì phải nói là hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy vô cùng tuyệt vời luôn, đường dân cư rất là sầm uất luôn, trục đường chính nha cả nhà. Tại đây thì chúng ta không cần lo về vấn đề kẹt xe ngập lụt đâu, ngay trung tâm đi đâu cũng tiện hết. Phía trên này thì quý khách hàng mình mua về chúng ta có thể thiết kế là làm khoảng sân vườn, trồng cây, trồng hoa, trồng rau, cũng như là mình tổ chức tiệc nướng BBQ, gia đình mình quây quần bên nhau, buổi chiều mình nhâm nhi một ly rượu, một ly cà phê, phải nói là vô cùng tuyệt vời luôn. Nhà mình đó, chúng ta mua về mình thiết kế lại trên này, mình làm thêm những cái khung sắt bảo vệ lên trên nha, thiết kế làm khoảng sân vườn rất là thoáng luôn. Quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này hãy alo cho Hằng đi nha. Với giá bán gia chủ đang rao là 14.990.000 đồng, giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Dạo này Sài Gòn mình hay mưa, trời chuẩn bị mưa rồi. Quý khách hàng mình khi di chuyển thì nhớ mang áo mưa theo nha. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni xin cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye mọi người.